Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Kali Chloris sản xuất tại Nadifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Kali Chloris cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Kali Chloris Kali Chloris 500mg Dạng bảo chế Viên nén Công dụng, chỉ định của thuốc Kali Chloris Phòng và trị các chứng giảm kali huyết do các nguyên nhân Do trị liệu bằng thuốc lợi tiểu, thuốc trợ tim dùng corticosteroid điều trị kéo dài. Do tiêu chảy và nôn mửa kéo dài gây mất kali. Do bị bệnh thận kèm tăng thải trừ kali. Điều chỉnh giảm clo huyết thường xảy ra cùng với giảm kali huyết. Chống chỉ định của thuốc kali chloride. Quá mẫn với kali chloride. Tăng kali huyết vì có thể gây ngừng tim. Axit máu trong bệnh tiểu đường, suy thận, suy thượng thận. Hội chứng Addison, mất nước cấp. Liều dùng, cách dùng của thuốc kali Chloris. Liều dùng. Uống 1 đến 4 viên mỗi ngày, uống trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn. Cách dùng. Hòa tan viên thuốc hoàn toàn trong 1 phần 2 ly nước trước khi uống. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc kali Chloris. Kiểm tra kali huyết trước và trong thời gian điều trị. Thận trọng khi sử dụng cho người lớn tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Ngưng điều trị nếu có nôn, ói trầm trọng hay đau vùng bụng. Sử dụng thận trọng ở người bị suy thận hoặc suy thượng thận, bệnh tim, mất nước cấp, say nóng, bỏng nặng hoặc người dùng thuốc lợi tiểu ít thải kali. Theo dõi các chất điện giải trong huyết thanh đặc biệt cần thiết ở những người bị bệnh tim, thận. Thận trọng khi dùng liều cao cho người bệnh đồng thời dùng thuốc kháng acetylcholin thận trọng với bệnh nhân loạn trương lực cơ bẩm sinh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Cali Chloride, đồng thời biết cách sử dụng Cali Chloride sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham